chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn ở địa chỉ email là ngocnguyen@gmail.com hỏi như thế này: xin chương trình hãy giới thiệu cho em được biết thêm về cây đàn accordion, một nhạc cụ mà em thêm biết thì ở Việt Nam rất là ít nghệ sĩ biểu diễn. Vâng, đúng là như vậy. Thật ra thì không phải là ở Việt Nam ít người biểu diễn, nhưng mà thời gian gần đây thì nó mất dần. Accordion thì thật ra nó là tên gọi của một cái loại nhạc cụ mà nó trong một cái gia đình. Cái gia đình nó tôi xin mô tả nó như thế này, tức là nó sử dụng cái việc tạo hơi đi thổi qua một cái dăm, nó gọi là cái dăm, để phát ra tiếng. Thì cái hơi được, đối với accordion là nó là hai phần, nó là một cái nhạc cụ hình hộp và được đeo lên vai bằng cách là có cái dây đeo thắt, và cái người biểu diễn người ta di chuyển hai phần của đàn qua cái phần hộp xếp. Hộp xếp đó có thể bằng vải hay bằng giấy, trong tiếng Anh nó gọi là cái bellow, để tạo hơi. Thế thì có một cái loại nhạc cụ đàn phím khác mà cũng giống như vậy, cũng tạo hơi như vậy, nó là gọi là harmonium. Tức là người ta đạp, trước khi có đàn ọc điện tử ngày nay thì người ta đạp hơi để tạo hơi. Vì vậy cho nên có cái từ tiếng Việt dùng là phong cầm. Cái từ phong cầm nó vừa để tả cái accordion mà vừa để tả cái đàn harmonium, đàn hơi đó. Đó là còn cái gốc gác của accordion thì người ta vẫn coi accordion là xuất phát là do người Đức, một người nổi tiếng, đó là Christian Friedrich Ludwig Bausmann. Thì ông ta tạo ra cái đàn accordion năm 1822. Nhưng thực ra thì đàn accordion hoàn chỉnh như ngày nay thì xuất phát từ Áo. Trên thế giới thì đàn accordion được sử dụng khá là rộng rãi, tức là không phải chỉ trong nhạc dân gian, nó không phải chỉ trong nhạc phổ thông, mà hiện nay người ta còn dùng cả trong nhạc rock, pop, rock, để dùng accordion. Ở Việt Nam thì trước năm 1975, tại Sài Gòn cũng như Hà Nội, accordion rất phổ biến, nhiều người sử dụng. Nhưng mà rất tiếc là nhạc cụ này càng ngày càng khan hiếm dần. Nó có nhiều lý do. Hiện nay chúng ta cũng có những nghệ sĩ nổi tiếng như là thầy Nguyễn Thế Hải của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở Hà Nội thì chúng ta có cái nghệ sĩ cũng khá nổi tiếng trong thời gian gần đây, đó là Trần Thị Thu Hương. Xin được cảm ơn thạc sĩ. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi mời bạn Ngọc Nguyễn và quý vị khán giả chúng ta cùng thưởng thức một tác phẩm được thể hiện với sự phối hợp của accordion với piano mang tên Sous les signes de Paris.